mình đi chợ trời ở San Pete, chỗ này chỗ mới nữa, nó kêu bằng England Brother Park. Thì chợ trời này nó có tụi Mỹ, tụi Việt Nam luôn, thì bán đủ loại trái cây chứ. Thì mình đi vô, hôm nay mình đi qua đây mình khám phá thử coi nó có bán cái gì trong đó. Thì gia đình mình cũng dự mua ít bông hoa với rau củ quả gì ăn Tết thôi. Mà từng rồi mình có đi bên kia, rồi họ bên kia họ nói bên đây nè, từng này họ chưa về qua bên đây. Chỗ này nó nằm ở trên 5010 81 Avenue, xem chị. Ok. So let's go. Chỗ này nó rất là rộng. Band đấy chơi để phục vụ văn nghệ cho đỡ buồn. Đó là người Việt Nam nghe chứ không phải người Mỹ nha. Ai bạch bạc nhìn giống như người Mỹ không? Không phải người Mỹ nha, Việt Nam không? So you here every weekend? Almost every weekend, oh yeah, they are. Wow. Whatever you like. You move from here? Yes, I move from here. From the other place? Yes. Did they come for? No, please. Okay. If you're not in a hurry. I had you in my video, a lot of people were asking. Yes, and they currently show up at the other address and they text me, how the heck I don't have nobody here. I'm like, I show you the new address, go here. Yeah, man. First day Saturday right here. Wow. First day. Các bạn có xuống đi đi chợ trời thì ghé đi mua nước mía uống đó. Có cái chú này nè. What's your name? Cane. Cane. Yes. Okay. Cane for the sugar cane juice. This is the best sugar cane ever made in the Florida. There you go. There you go. Color. We have in Laos and Vietnam too. Yep. So how much is for a cup? The 32. Yep. Ice or no ice, the same price, $5. $5. Yes, and the other one? 22 ounces, $4. Okay. Ice or no ice, the same okay. price. Yes. Cups, the big one is $5 and the small one is $4. And they have flavor too. You can add any more toppings, that's why I call. Yeah. You have ginger, lemons, or tangerine. Home, right? Yes. Okay. Hey. Stay away from sugar. Yes. This one is good, but that's only once a while, no problem. Yep. Not every single day. One day, no problem. So what I'm doing is a couple of people like what you can do here. Yeah, right. So like this. Everybody. Okay, thank you, sir. Anybody want to try too? Yes. This is the best. Give me one big one. Okay. Let me try a little. Try. This is very good. Take whole thing, okay? Take whole thing, okay? No. Okay. Just a little bit. Thank you, King. I see you around then. Okay. I bet a lot of people will ask for your name. That's no problem. Okay, this is a cane for my sugar cane.
Guys, if you stop by this park for flea market, stop by over here. The sugarcane juice. Oh, this is a kind of no flavor, wow. Right? Okay. Huh? This is awesome. Mía này cái loại mà đen đen nó ngon hơn cái đậu cờ kia. Không phải bỏ thêm một tí tắc vậy nè. Free sugar cane. Nice. Ồ, mẹ mua được gì chưa? Có cải thôi hả? Có cải rồi hả? À, đỡ đây cái thằng ông kia, ông làm nước mía ngon không? Yeah, ông nước mía đen đen á. Yeah, it's red. Don't take her, she's all I've got. Don't take her, she's all I've got. And I wanna live everything. Hello, Papa. How you doing today? Happy New Year. Happy New Year. Bunch of me. Yep. Jackfruit is good. Jackfruit. Okay, it's $1.25 a pound. One moment, mamacita. Oh, there you go. Okay, mamacita. Yep. Thank you. Rộng. Rồi, tại vì trong mùa Covid á, thì ở đây nó rộng nên nó thoải mái hơn, người ta không có đứng gần với nhau. Thì các bạn đến đây mua rau cải ngon lắm. Chừng ra cái gì không? Vũ sữa. Đây là San Pete, Florida. San Pete, Florida có vũ sữa nha. Vũ sữa nha. Thấy chưa? Có vũ sữa không? Mama, how much per pound? $9. Sữa 9 đồng pound các bạn. Rộng quá. Ở đây họ có mấy cái bàn á, thì mình có mua đồ ăn mình lên đây mình ngồi mình ăn được. Gọi. Hello. Hello. Papa's
Oh, the barbecue. Papayas. Yes. This is good stuff here. Do you want to try? Not yet. Not yet. My stomach is not ready for that yet. We have sticky rice too. Yeah. Yeah, and chicken and barbecue pork. Okay, thank you. Sài Gòn đến đây nha, gặp cái bếp này nè, ngay chỗ cái co đường, chỗ cái cây cổ thụ tổ bố á. Dạ, có dưa sữa luôn, có xoài luôn. Dạ, bánh là gì? Hải chú Hải hả? À, gặp bác Hải đây nha. Dạ. Thấy không? Thanh Long. Dưa sữa, xoài. Trời ơi, loại ngon không à? Trời ơi, dưa hấu luôn. Oh my god. Nè. Ủa anh trả cho em hả? Ủa tăng kêu anh. Lâu lâu sẵn anh. Lặng cho không quay à, không phải giờ chậm rồi. Có tặng cho tôi không? Trời ơi, chết luôn. Chết luôn. Nè, nè, nè. Có tặng tôi không? Coi, coi, coi. Sữa nhiều phao rồi chứ? 9 đồng phao không? Sữa 9 đồng. Dạ. Xoài này, xoài cá cô lọc 9 đồng rưỡi. Xoài cá. Xoài gì? Giống như xoài về Singapore vậy. Em nói đâu? Thái à? Xoài Đài Loan. Ở Đài Loan. Ở Đài Loan thì 8 đồng rưỡi nha. Còn cái này 9 đồng nè, dưới sữa 9 đồng. Sầu riêng. Sầu riêng. Ồ, sầu riêng luôn. Dưa hấu. Dưa hấu. Dạ. Chúng ta là vàng tung vô nhà ào ào. Xoài cát Việt Nam nha. Dạ, xoài cát. Xoài cát Việt Nam. Xoài cát ngon, còn ở vườn không biết. Dạ, còn muốn hơi đặc biệt tí nữa thì có dưa sữa luôn. Đó, thấy chưa? Ok, mọi người nhớ cây cổ thụ tổ bố này nghe, là gặp đây đến đây gặp nha. Nằm giữa công viên luôn. Dạ. Ok, con cảm ơn chú. Dạ. Chỗ này họ có bán mấy cái cây giống như tropical fruit đó, mình mua về mình trồng. Nhiều cây cối quá, biết chọn cái nào luôn. Rối hàng hết. Chỗ này nó rất là rộng nè mọi người. Mấy đứa mà lấy ở cái tốt mình mà luôn, tốt mình cái đấy. Mình cần là Get it all in the back of the van.
Ôi, cái nón lá huyền thoại. Oh, hi. Happy New Year. Happy New Year. Không nhận ra gì, vẫn nhận cái nón lá. Bây giờ ai cũng mặc nạ, giờ biết ai ai đâu. Mua nấu cà ri mà. Đi dẫn nhau mình coi lại. Hi, coconut here is $2 each, so stop by here. Hermanos, adios. Mới mua hai trái dừa về ăn chân Tết. Lady Julie. Dạ bye. Mua hai trái dừa về để chân Tết. Trái dừa. À, cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình hôm nay nha. Tại vì cái video của mình quay hôm nay là chỗ cái công viên England Brothers Park. Thì từ đây tới tháng 5 thì các người bán trái cây hoa quả thì họ sẽ dời về công viên này. Công viên này rất là lớn, mình hồi nãy quay trên cho các bạn và anh chị xem. Thì họ từ đây tới tháng 5 họ chỉ mở là thứ bảy chủ nhật, sau đó thì họ mở cái ngày chủ nhật thôi. Hiện tại thì mỗi ngày thứ bảy, bảy nhật từ 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Mỗi ngày chủ nhật, thứ bảy nhật từ 7 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Thì cái chỗ này, địa chỉ chỗ này á, là nó nằm chính giữa đường 52 Street and Dave McKay Way. Cái này giống như cái công viên. Công viên mà thường thường thứ bảy ngày nhật họ sẽ tụ họp đây bán nhiều trái cây trái lắm. Thì cô chú anh chị và các bạn ghé đi một lần để tham quan. Buổi sáng muốn mua bộ đồ ăn ngon phải ghé sớm chừng nào tốt nấy, tại buổi sáng sớm thì chưa có ai lựa tới thì mình mua cái rau hoa quả nó tươi hơn, nó tốt hơn. Mình đi chợ qua người ta lựa hết thì mình đâu có món gì ngon ăn. Đi.
đường 52, nằm chính giữa đường 52. And McKay. 52 and F McKay Way. Ok, lắm tài, cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian xem video của mình hôm nay nha. Video của chợ chợ hôm nay đến đây là hết. Mình chỉ quay sơ cho mọi người xem thôi. Chứ công viên lớn quá đi hơi cũng quải phải không? Thì cuối tuần ngày mọi người hãy bỏ thời gian xuống đây, chở gia đình xuống đây mua một ít rau cải về ăn, tươi ngon lắm. Thì chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng và hẹn gặp lại trong một video khác. Bye bye mọi người.